Theo Sở Y tế tỉnh Nghệ An, qua thăm khám điều tra đã phát hiện 57 công nhân bị mắc bệnh bụi phổi silic. Đây đều là những công nhân đã và đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến, doanh nghiệp chuyên chế biến bột đá. Qua thăm khám cho 81 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến, phát hiện 57 người mắc bệnh bụi phổi silic, trong đó 19 người bị ở thể nặng, 25 người ở thể trung bình và 13 người thể nhẹ. Trước đó, nhiều công nhân làm việc tại công ty này đều phát hiện mắc bệnh bụi phổi, trong đó ba công nhân đã tử vong, năm người đang mắc bệnh rất nặng. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện nhà máy của doanh nghiệp này. Kết quả kiểm tra tại thời điểm đó phát hiện 14 người đã và đang làm việc tại đây mắc các bệnh về phổi, bụi phổi. Đến nay đã có 6 người tử vong.